saw. Galvan. Phan cho nó bị đánh chứ gọi là Phan xoay nha, mình cho nó đỡ bữa xe bụng xe Phan nha, mình thấy nó bây giờ có mắt mặt không? Không, không, không. Ở dưới này, chết đi. Cái chai của anh đó.
cái em nghĩ cái em ngứa người ta. Ngứa. Tao mặc cái tay. Tại vì sao mà ngứa? Khoan cho nó. Tại ngứa. Như vừa khoan người ta kêu khoan. Khoan rồi em ngứa khoan. Phân hả? Ở đây là phân như này, hiểu không? Chứ người ta xe ở đâu kêu phân đó. Ủa? Đâu? Xe. Em muốn xe á. Sau khi ngủ qua ngủ
hoa muốn nữa đúng không? Chút xíu tôi vẫn nghĩ tẩy mặt lên kia. Gì? Bôi cái mắt đỏ bừng mặt đây luôn á. Ừ. Đem vô đây mà. Nhớ đổi hụt hụt đi ghê vậy. Khoan là kêu lấy cái bóng xe khoan thôi.
khi lúc trong sâu trong đó nghĩ là lấy con xe xe thôi. Khoan khoan ngủ mình lót này có lúc đi biết gì vậy chưa áo xuống luôn hả? Ừ. Không phải đâu, anh cứ định che cái mắt lại nhưng mà anh ấy lỡ tay á. Che lại vô ảnh. Sao đây chứ? Dạ không biết sao. Cái mắt. Nhưng mà anh lỡ tay nó che cả mồm với mũi. Gì vậy? Thua. Thua. Không mắc mạnh ít giờ đâu có nhân mạnh. Giờ này men nhẹ nhàng rồi. Đây có thể giúp có tiền. Cái gì? Cái gầm đầu cái gì? Con mèo từ gầm ra nó cùi nhẹ. Trên thôi trời ơi gì mua hai đứa trên đấy gì ba đứa gì mà ba đứa bất cứ cái tối gì cái gì nhẹ nhàng
Nó có giống cái tên của men không? Không, nay men nhẹ nhàng hơn. Lên là lên luôn. Đừng có. Chưa mà thank you.
không gì cả. Cái vừa đau. Trời, đừng ngắt nữa nha, bầm tiếp tới giờ chưa? Nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi, quên đi. Chút nữa cái gì có tắt lại không?
tôi là nhóm nữa sạch luôn. Anh sếp 8 đi làm. Ủa sáng 2 giờ 8 đi làm. Cái gì? Sáng 8 đi làm tối phải 8 nữa chứ. Đâu có. Trời nhiều lắm, không có 8. Trời ơi. Vì em nhiều khi 12 giờ về. Chỉ có lông mình mà dậy được chứ không có 8. Rồi mặt anh nói lông mình. Giờ đó 8 đi nữa em. 8 đi xin một suất thanh thiên á. Nhiều khi của em ở không, ví dụ như buổi chiều á, buổi chiều là tắm rồi hả? Không, chiều đi làm qua đây luôn mà. Làm gì biết luôn.